Theo kết quả điều tra ban đầu, tại phòng 209 của mình ở khu chung cư G2, Nguyễn Văn Út có lời qua tiếng lại với chị Phạm Thị Nguyên Hương, 20 tuổi, là người yêu của Út. Tiếp đó Út dùng tay chân, ghế đánh chị Hương và đổ xăng lên người nạn nhân châm lửa đốt. Hậu quả chị Hương bị bỏng vùng mặt, ngực, cổ, bụng, lưng và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Huế đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ Út. Khám xét tại phòng của Út, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ cháy và nhiều hung khí nguy hiểm cất giấu trong phòng.